danh tính chàng trai vàng bị tố là qua lại với Huỳnh Anh. Cư dân mạng dành sự quan tâm lớn cho câu chuyện lùm xùm cô Huỳnh Anh, bạn gái của Quang Hải và cả anh chàng bị tố là cắm sừng, người yêu để qua lại với cô. Không những Quang Hải liên tiếp vướng lùm xùm về đời tư, thì mới đây danh tình cũng được fan hú hồn khi Huỳnh Anh bị tố là cắm sừng nam cầu thủ, làm người thứ ba xen vào chuyện tình của người khác. Hiện tại thì vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này, nhưng cư dân mạng khó lòng tin tưởng được lời giải thích từ người đẹp. Đặc biệt, ngoài bạn gái Quang Hải, thì người đàn ông được cho là qua lại với Huỳnh Anh cũng nhận được sự chú ý. Nghề nghiệp không ổn định, bị tố ăn bám bạn gái. Trong bài đăng bóc phốt của cô gái tên Quy, Huỳnh Anh cùng với người tên là NXQ quen nhau với vai trò là người đi thuê và chủ nhà. Tuy nhiên đây không phải nhà anh Trang mà là nhà của chị gái, anh chỉ thay mặt đứng tên. Không những vậy, cô gái này còn cho biết thêm thông tin NXQ đến cả tiền ăn và tiền xăng xe cũng phải xin cô, chứ chẳng giàu sang phú quý gì. Cô bạn gái trẻ khẳng định cả hai người đã vượt qua nhiều khó khăn để yêu nhau 1 năm rưỡi, nhưng không ngờ NXQ lại cắm sừng mình như thế. Được biết NXQ làm nghề PT nhưng không có nguồn thu nhập ổn định. Theo như chia sẻ của cô gái thì Huỳnh Anh và NXQ thường xuyên trò chuyện với nhau, thậm chí là đặc biệt danh rất thân mật. Những tấm ảnh selfie hay là dạo phố trông vô cùng thân mật, được cho là của cặp đôi vụng trộm này cũng đăng tải kèm bài viết. Trong khi đó, ai cũng biết Quang Hải là một tiền đạo rất có tài và nổi tiếng trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Năm 2013, thì Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội tại đội trẻ Hà Nội TNT đã giành được chức vô địch bóng đá U21 Việt Nam. Thời điểm đó, anh chỉ mới 16 tuổi. Đến năm 2015, thì anh đã được trao cho chiếc áo số 7 của câu lạc bộ Hà Nội, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và mùa giải năm đó, thì Quang Hải đã mang về 4 bàn và giúp đội nhà đoạt chức vô địch. Quang Hải cũng là cầu thủ nòng cốt tại Hà Nội TNT nhờ thành tích 3 lần lập công ty ở giải V-League, đồng thời giúp đội bóng này 3 lần lên ngôi tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Trong mùa giải AFC năm 2016 và mùa giải năm 2017 V-League thì anh đã góp mặt trong 46 trận, ghi được 5 bàn cho đội bóng thủ đô. Cuối mùa giải thì anh xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và nhận được giải cầu thủ trẻ xuất sắc tại V-League năm 2017, giải thưởng Quả bóng đồng Việt Nam năm 2017. Tháng 12 năm 2018, sau bao nhiêu nỗ lực tại đội bóng cũng như đội tuyển quốc gia, thì Nguyễn Quang Hải đã được công nhận tài năng và giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, hạng nhì cấp quốc gia. Trên đấu trường quốc tế thì anh cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công, cụ thể như năm 2017 thì Quang Hải cùng cả đội đã giúp cho U20 Việt Nam đoạt chức vô địch giải bóng đá U20 thế giới dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và được nhiều tờ báo trong nước cũng như thế giới ca ngợi, tạo nên một hiệu ứng tích cực đối với đội U23 Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á năm 2018 thì Quang Hải là một trong 4 cầu thủ trụ cột của đội U20 Việt Nam được huấn luyện viên chọn đá chính. Đến năm 2019, có thể nói là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam dưới tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã giúp Nguyễn Quang Hải và các học trò khác giành cúp AFF Cup sau quãng thời gian hơn 10 năm. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá Việt Nam còn giành được cúp vô địch SEA Games 30 môn bóng đá, trở thành đội tuyển bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Là một cầu thủ sáng giá như thế, nhưng chuyện tình yêu lại nhiều lần lận đận. Rõ ràng giữa Quang Hải và chàng trai vàng kia là hai thái cực, nhưng vì sao Huỳnh Anh lại thà theo kẻ ăn bám kia hơn là chọn bên cạnh Quang Hải? Điều này thì chỉ những người trong cuộc biết rõ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì Quang Hải vẫn giữ thái độ im lặng và chỉ âm thầm xóa album ảnh chung của hai người. Trong khi đó thì Huỳnh Anh liên tiếp lên tiếng phủ nhận về scandal. Cụ thể, sau khi những thông tin xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội thì người đẹp sinh năm 1999 đã viết hẳn một tâm thư dài. Ngoài việc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ thì Huỳnh Anh cho rằng những dòng tin nhắn kia không phải do mình viết mà là dàn dựng. Trong đó cô nói rõ, Huỳnh Anh sẽ cùng gia đình làm việc với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc có ai song song đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình không và chắc chắn sẽ giải quyết rõ cho đến cùng chuyện này. Cả tối nay, mình gấp rút đổi mật khẩu tất cả tài khoản liên quan và bên ngân hàng để bảo mật lại tất cả thông tin của Huỳnh Anh nên bây giờ mới có thời gian đính chính. Tuy nhiên, sáng nay cư dân mạng bất ngờ khi phát hiện bài đăng đính chính của Huỳnh Anh đã không còn. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn liệu có uẩn khúc gì hay không.
Trên đây là cập nhật của chúng tôi về những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm của cầu thủ Quang Hải và mới đây nhất là vụ Quang Hải bị Quỳnh Anh cắm sừng. Vậy bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Bạn ủng hộ Quang Hải hay là Huỳnh Anh? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.